Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Quý Sửu, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý. Và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tị từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tang đồ mộc, ngày quý sửu tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, tang đồ mộc, kỵ tuổi, đinh mùi, tân mùi, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi, kỷ Dậu đinh tỵ, thuộc hành thổ, không sợ mộc. ngày xỉu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và Dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. vài tuổi xung khác trong ngày tuổi ất mùi, tân mùi, đinh hợi, đinh tỵ. tuổi xung trong tháng tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ nhâm tý và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao phúc sinh tốt mọi việc, sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương mở kho, sao thiên ân tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có như sao thiên cương hay còn gọi là sao diệt môn, xấu mọi việc sao tiểu hồng xa xấu mọi việc sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao nguyệt hư hay còn gọi là sao nguyệt sát xấu đối với việc giá thú mở cửa mở hàng sao thần cách kỵ tế tự sao huyền vũ kỵ an táng vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng tây bắc sau đây Mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý á cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý đang nhờ có tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi Tý có một ngày làm việc rất yên bình bạn mệnh tuổi Tý là người thông minh và tinh tế có vai trò gắn kết tập thể khiến cho công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi hơn hẳn những ngày bình thường và với bạn tuổi Tý trong ngày này có được cơ hội thăng tín có thể xuất hiện ngay trước mắt bạn vì thế, bạn hãy tự tin để nắm mắt, đừng có để cho cái cơ hội rơi vào tay người khác. Quý nhân xuất hiện, phù trợ cho bạn tử tí, khiến cho mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn rất chi là nhiều nữa bạn tử tí nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi tí, trong ngày thứ sáu này, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn tuổi Tý, bạn mệnh có vài cái vấn đề không thể lờ đi được đang tồn tại trong gia đình của bạn. Nếu như vợ chồng có điều gì đó bất mãn với nhau thì cần thể hiện cái quan điểm rõ ràng, không nên giấu ở trong lòng nữa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim công việc thuận lợi, tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, thông minh, tinh tế, tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, có cơ hội thăng tín, tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, cần quyết đoán hơn, tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, vợ chồng mâu thuẫn. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là Cách vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này đang có điểm báo không được mấy thuận lợi cho lắm và với bạn tuổi sửu bạn mệnh phải chịu tác động xấu của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi sửu dễ vướng phải những vụ tranh chấp quyền lợi với đồng nghiệp ở nơi công sở và tốt nhất là với bạn tuổi sửu bạn nên giữ mình ở vị trí trung lập nhé bạn mạnh tuổi xỉu là người dũng cảm và kiên định. Bạn luôn đặt ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng cho mình. Nhưng đôi khi bạn lại cảm thấy mình khó hòa nhập, không có ai thực sự hiểu cho mình. Và với bạn tuổi xỉu, bạn cần phải mở lộng rộng lòng mình hơn và trò chuyện với nhiều người hơn nữa bạn tuổi xỉu nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này, nhắc nhở bạn mệnh tuổi Sửu cũng không thể lơ là cái vấn đề sức khỏe của mình. Nếu như bạn cảm thấy cơ thể không được như trước thì cần phải đi khám bác sĩ ngay, chớ để có ủ bệnh càng lâu thì càng khó chữa, tốn kiếm với mình nữa bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim đồng nghiệp tranh chấp, tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy làm việc không thuận lợi, tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa có mục tiêu rõ ràng, tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cần hòa nhập hơn với tập thể, tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc giữ gìn sức khỏe. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp ba sao, tài lộc bốn sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ tuổi giàu. Từ vi tuổi dần thứ 6, ngày 6 tháng 11 năm 2020, Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần luôn nghiêm túc trong công việc và sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra cấp trên luôn hài lòng và yên tâm mỗi khi giao bất kỳ cái công việc gì cho bạn tuổi dần nữa và với bà tuổi dần có thể sẽ được cất nhắc vào cái vị trí xứng đáng hơn với cái năng lực của mình. Đây chính là lúc mà bạn tuổi dần cần phải hăng hái và tự tin vào bản thân của mình hơn nữa. Và với bà tuổi dần, bạn hoàn toàn có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công nhanh nữa bạn tuổi dần nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi dần, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với mộc cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Với bạn tuổi dần, bạn cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình hơn nữa. Đừng có cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán không quan tâm đến cảm xúc của nửa kia bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy được cất nhắc, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa thể hiện bản thân tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cấp trên tin tưởng tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không nên áp đặt tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim quan tâm đến nửa kia hơn về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2 số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mão đang gặp ngày có mộc khắc với thổ cho nên cái mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái của mình đang dần trở nên căng thẳng và với bà tuổi mão bạn có thể sẽ cảm thấy vô cùng nóng giận vì con cái không chịu nghe theo lời của mình tuy nhiên bạn hãy nghe con cái giải thích trước khi vội vàng la mắng bạn tuổi mão nhé. Trong ngày này, đối với bạn tuổi Mão, ảo, cái chuyện tình cảm, bạn và người ấy cũng có thể xảy ra mâu thuẫn trong ngày vì có nhiều quan điểm không trùng hợp nhau. Và bạn tuổi Mão, bạn không nên khang khang với ý kiến của mình mà cần phải mở lòng ra để sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói trước cái đã bạn tuổi Mão ảo nhé. Ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi Mão, ảo, bạn cũng đang gặp ngày có thiên quan nhập mệnh cái điều này cho thấy dù bạn tuổi mão là người lãnh đạo hay chỉ là nhân viên bình thường thì cũng cần phải học cách khiêm tốn để lắng nghe. Đừng có cho rằng mình tài giỏi hơn người khác mà lên mặt hoặc là nói những điều không hay bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy lắng nghe con cái, tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa vợ chồng bất hòa, tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ, hãy khiêm tốn hơn, tử vi tuổi tân mão thuộc mộc, lắng nghe mọi người, tử vi tuổi quý mão thuộc kim, không nên kiêu ngạo. Về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phụ trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Thìn thứ 6 ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bà tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Thìn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương phá cho nên với bà tuổi thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc ngày hôm nay và với bà tuổi thìn bạn có thể sẽ phải đối mặt với kẻ tiểu nhân trong ngày kẻ đó có thể tác oai tác quái khiến cho mọi người nghĩ sai về bạn nữa bà tuổi thìn nhé tuy nhiên với bà tuổi thìn bạn chớ có nên nóng nảy mà cần phải bình tĩnh để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra ai là người đúng, ai là người sai. Nếu bạn không làm cái điều gì đó thì không có gì phải lo lắng cả bạn tuổi thìn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tốt đẹp và bạn mệnh tuổi thìn nên tâm sự những điều chất chứa ở trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết thỏa đáng nhiều người cùng suy nghĩ vấn đề thì sẽ được giải quyết nhanh chóng và đạt kết quả cao hơn nửa bạn tuổi thìn nhé vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ tiểu nhân hãm hại, tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, chớ nên nóng nảy, tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, nghiêm túc làm việc, tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tâm sự với nửa kia, tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, nửa kia thấu hiểu. Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm Năm sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020 xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ cho nên với bà tuổi tỵ có thể sẽ vươn lên vị trí mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng vì vậy dù hiện tại với bà tuổi tỵ có vất vả đến đâu đi nữa thì cũng đừng nên nạn trí và với bà tuổi tỵ bạn được mọi người nể phục vì đức tính thông minh, nhân hậu và không ham danh lợi của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vội hài lòng với những hiện tại. Bạn vẫn có khả năng thăng tiến lên cái vị trí cao hơn hiện tại rất chi là nhiều nữa bạn tuổi tỵ nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi tỵ lại có phần được tốt đẹp với bạn tự tỵ bạn có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày nhờ thế mà cả hai lúc nào cũng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nữa nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa được thăng chức tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ mọi người khâm phục tử vi tuổi kỷ tỵ Thuộc mộc hãy tham vọng hơn tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim vợ chồng hòa hợp tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy nửa kia thấu hiểu về đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 8 số 9 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi giàu. Tử vi tuổi Ngọ, thứ sáu, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại cho nên với bà tuổi ngọ rất dễ mất bình tĩnh trong ngày hôm nay và với bà tuổi ngọ sẵn sàng to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì là to tát cái điều này khiến cho không khí càng trở nên căng thẳng và mọi người không muốn tiếp xúc nhiều với bạn nữa bạn tuổi ngọ nhá với bà tuổi ngọ tính thiếu kiên nhẫn của bạn cũng khiến cho bạn mệnh dễ dàng gác lại những cái công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ, đang còn dang dở và bạn cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục. Bởi nếu như bạn dừng việc như vậy thì càng ngày càng lúc sẽ càng thấy ái ngại hơn khi bắt tay làm việc trở lại nhé. Và ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày hỏa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi ngọ lại có phần được tốt đẹp. Và với bà tuổi ngọ, bạn luôn quan tâm tới gia đình của mình và đặc biệt là quan tâm tới cha mẹ của mình nhé. Dù bạn tuổi ngọ có bận rộn đến đâu đi nữa thì vào ngày nghỉ bạn cũng sẽ sắp xếp thời gian về nhà để tham đấng sinh thành của mình nữa đoạn về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ mất bình tĩnh tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy làm việc căng thẳng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa thiếu tính kiên nhẫn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ bụa dựa dựa chừng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quan tâm tới gia đình về đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 1, số 4, giờ tốt, từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ V tuổi mùi thứ 6, ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi mùi đang có mức tự tin trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi mùi, bạn mệnh không muốn nghe lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn là người đi đầu nữa. Đây chính là cái nguyên nhân khiến cho bạn tuổi mùi có thể sẽ gặp nhiều rắc rối trong ngày nữa nhé. Với bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện. Và khi muốn góp ý cho ai thì bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ từ ngữ quá trực tiếp khiến cho người nghe bị tổn thương nữa bạn tuổi mùi nhé. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy với bà tuổi mùi cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu những cái ý kiến đóng góp của người khác. Những suy nghĩ bảo thủ đôi khi khiến cho mọi việc trở nên khó giải quyết hơn, thậm chí là đi vào ngọ cụt. Và với bà tuổi mùi, bạn hãy học cách suy nghĩ đa chiều, đa diện hơn nữa bà tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim quá mức tự tin, tử vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, chú ý ăn nói, tử vi tuổi kỵ mùi, thuộc hỏa, dễ làm mất lòng người khác, tử vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, suy nghĩ cởi mở hơn, tử vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, không nên bảo thủ. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cho nên, đối với những bạn đang quản độc thân thì rất vượng vận về nhân duyên trong ngày hôm nay. Và bạn mệnh tuổi thân dễ nhận được sự chú ý của người khác giới nhờ bản tính hài hước của mình. Đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng cái mối quan hệ của mình nữa. Ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cũng được tận hưởng cái bầu không khí hòa hợp cùng với các thành viên trong nhà. Với bạn tuổi thân, bạn quan niệm, ai có vấn đề gì thì nên tâm sự với cả nhà và sau đó mọi người sẽ cùng tìm cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý nữa nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân, trong sự nghiệp của bạn lại không được tốt cho lắm, bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này, cảnh báo cho bạn tuổi thân, bạn nên kiềm chế cái tính hiếu thắng của mình lại nếu không muốn hành động gây ảnh hưởng tới sự nghiệp, tương lai của mình về sau này. Bạn cần phải nhún nhường hơn trong giao tiếp thì tốt bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, vượng về nhân duyên, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, gia đình hòa hợp, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, quan tâm tới mọi người, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, chớ nên hiếu thắng, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, hãy nhún nhường hơn. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tốt. Tử vi tuổi dậu thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dậu ạ cho chúng ta thấy là cách vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sửu nâng đỡ cho nên với bạn tuổi dậu dễ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng nhờ những kinh nghiệm của mình với bạn tuổi dậu tài chỉ huy và có tầm nhìn xa trông rộng của bạn mệnh có thể hướng mọi người đi tới thành công nhanh hơn nữa nhé Tuy nhiên, với bạn tuổi giàu, bạn cần phải chú ý đến tính cách nông nội của mình và khi đứng trước một cơ hội thì bạn cần phải suy tính trước sau cho kỹ càng, không nên mù quáng đâm đầu vào những việc nằm quá khả năng của mình nữa bạn tuổi giàu nhé. Ngày này đối với bạn tuổi giàu, thực thần chiếu mệnh, quản cho thấy đối với những bạn làm nghề tự do sẽ nhận được phúc lộc trong ngày hôm nay và bạn tự giàu bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng hoặc là đối tác làm ăn vì vậy bạn làm việc gì cũng trở nên vô cùng là thuận lợi nữa nhé trong ngày này đối với bạn tự giàu bạn còn có được nhiều cơ hội để cải thiện tình hình về tài chính của bản thân mình số gặp được quý nhân công việc thì thuận lợi cầu tài xuất hành đều tốt bạn tự giàu nhé về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy, mọi người thán phục. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa, kinh nghiệm phong phú. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, có tài lãnh đạo. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, dễ đạt thành công. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, buôn bán thuận lợi. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi tuất. Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi tuất đang có điểm báo quá thẳng thắn trong cái vận trình của mình ngày hôm nay. Dù chủ đích của bạn mệnh là tốt đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều. Và với bạn tuổi tuất bạn cần phải chú ý tới cách diện đạt của mình nữa nhé trong công việc của bạn tuổi tuất ngày thứ sáu này dù có gặp phải trở ngại bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức nếu như nhận thấy một mình mình không thể giải quyết được vấn đề thì đừng có ngại ngần xin sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình bạn tuổi tuất nhé ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tuất nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì nên đi về hướng đông nam hoặc là hướng Tây Bắc. Hai hướng này khiến cho mọi việc của bạn trở nên tín trịn một cách thuận lợi hơn và bạn mệnh tuổi Tuất cũng có thể sẽ gặp được quý nhân nếu như chọn đúng hướng đi thích hợp với mình nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa quá mức thẳng thắn, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thủy chú ý ăn nói, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc công việc trở ngại, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim không nên đầu hàng tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy học hội kinh nghiệm về đánh giá của bạn tử Tuất trong ngày thứ 6 này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu xám màu nâu đỏ quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là các vận trình của bạn tuổi hợi đang nhờ có được chính quan phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi hợi có những bước tín rất chi là rõ rệt. Và với bạn tuổi hợi, bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp nên dù bắt tay vào làm việc gì đi chăng nữa, bạn cũng được mọi người ủng hộ hết mình nữa luôn nhé. Và bạn mạnh tuổi hợi, bạn là người có tinh thần trách nhiệm cao tuy nhiên lại dễ rơi vào tình trạng bão thủ và cứng nhắc và bạn hãy lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người kỹ càng hơn trước khi đưa ra bất kỳ cái ý kiến phản bác điều gì nhé. Biết đâu, con đường người khác chỉ cho bạn mới là con đường đi chính xác đó. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi hợi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn mệnh tuổi hợi và nửa kia lại không được in bình cho lắm rất có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất kỳ cái phán xét gì mà tuổi hỏi nhé về từ vi tuổi ất hỏi thuộc hỏa công việc tiến triển từ vi tuổi đinh hỏi thuộc thổ đồng nghiệp tin tưởng từ vi tuổi kỷ hỏi thuộc mộc có tinh thần trách nhiệm cao, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim không nên bạo thủ, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủ không nên phán xét. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.